Chiều ngày 23 tháng 3, Đoàn Thanh niên xã Hương Minh phối hợp với Chi đoàn Phòng PC04 Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi sinh hoạt toàn đoàn với nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy cho gần 100 đoàn viên thanh niên là học sinh trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề trên toàn huyện. Về dự có đại diện lãnh đạo phòng PC04, PX03, PX05 Công an tỉnh, Ban thường vụ huyện đoàn, lãnh đạo xã Hương Minh. Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên thanh niên được nghe cán bộ phòng PC04 Công an tỉnh thông tin về tình hình ma túy trên địa bàn tỉnh và tại địa phương, tác hại của ma túy và các chất kích thích đối với sức khỏe con người, đời sống xã hội, các nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy. Tuyên truyền hướng dẫn cách nhận biết các dạng ma túy, các loại thuốc tân dược gây nghiện thường gặp, triệu chứng và biểu hiện của người nghiện ma túy, đánh xa các tai tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy, tăng cường công tác tuyên truyền, nhận thức của thanh thiếu niên nói không với ma túy việc truyền thông đã trang bị cho các đoàn viên thanh niên các kỹ năng để tự bảo vệ mình trước cái xấu trong xã hội đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa về giá trị cuộc sống an toàn từ đó khuyến khích mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực góp phần giữ gìn môi trường học đường và xã hội lành mạnh giảm tỷ lệ giới trẻ vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội thông qua buổi tuyên truyền các đoàn viên thanh niên được nâng cao kiến thức hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân gia đình và xã hội từ đó nói không với ma túy tích cực đấu tranh phòng chống ma túy tội phạm ma túy góp phần cùng với nhà trường thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo toàn diện xây dựng môi trường học đường trong sạch lành mạnh an toàn